Im lặng không phải là bỏ qua, không phải là xem như không có chuyện gì hết. Chẳng qua là chán rồi, mệt mỏi rồi, không muốn nói nữa. Alo chồng à? Anh nghe đây, sao thế vợ? Em định hỏi là cái áo của anh em thấy có một vết son môi. Không biết là anh muốn em giặt hay là anh muốn treo lồng kính để làm kỷ niệm. Thì thôi em giặt giùm anh với. Ok anh. Yêu một người, thương một người, buồn vì một người, thay đổi vì một người, hy sinh vì một người, và rồi nước mắt cũng rơi vì một người.